Chào mọi người, mình là Trung, kênh máy cần câu, kênh cần câu Nhật Bản cho mọi người. Đây. Hôm nay mình sẽ quay số cần này cho mọi người lựa chọn nhé. Đây. Rồi, mình sẽ lựa từng con ra để mình quay cho mọi người. Đầu tiên, cái cần này cho mọi người. Cái gần này cần hai đoạn nha mọi người, hai đoạn dài 2,4 m, dài 2,4 m đấy, này dài 2,4 m, cái thông số của nó này, này như là độ cứng 10, dài 2,4 m đấy, cần hai đoạn cước trong nha mọi người, cước ở phía bên trong này, phía bên trong này, quay lên cho mọi người ngó nhé, đấy như thế này đấy. Để mình quay sát lại cho mọi người coi này, này hai đoạn cước trong nhé, cước bên trong, cước trong nha mọi người, cước trong rất là gọn đẹp luôn này. Cái cần này dài 2,4 m, thu vào là 1,26 m nha mọi người, 1,26 m. Cái đọt này nè, cái đọt này đường kính của nó là 2 ly, đọc đường kính 2 ly nha mọi người. Con này con số 1. Số 1 này. Mình bán 350.000. Số 1 350.000 nha mọi người. Tiếp theo, số 2. Số 2 là cần trúc này. Cần trúc này thì có 5 đoạn. Cần trúc có 5 đoạn nha mọi người. 5 đoạn cần trúc cần tay thôi nha mọi người, có 5 đoạn. Đây. Mở ra con trộn người nó đi. Nhiều đoạn quá, mình mở cho mọi người nhìn cho dễ nhé. Đây. Cần trúc có 5 đoạn nha mọi người. Đấy, mình xoay lên cho mọi người nó luôn. Chỗ này, này hơi xước nha, đấy. Đấy nha mọi người. Rồi, để mình đọc mấy cái kích thước của nó luôn cho mọi người. Cần trúc 5 đoạn. Đây, cái cần trúc 5 đoạn này nó dài 4,4 m nha mọi người. 4,4 m. Dài 4,4 m, thu vào của nó là 4,4 m. Thu vào của nó là 1,16 m nha mọi người. Thu vào của nó là 1,16 m. Đấy, thu vào của nó 1,16 m. Rồi, thu vào của nó là 1,16 m. Cái đọt của nó là 0,8 ly nha mọi người, 0,8 ly. Đấy. Rồi, cần là cần số 2. Số 2. Số 2 nha mọi người. Cần này mình bán 350.000. Số 2 350.000. Tiếp theo, cần số 3. Thế này. Đây, bát Fuji. Đây. Cần này thấy nó cọc chỗ này đây. Đây. Khuyên này. Khuyên là thì mình thấy nè, mấy cái vành nhựa bên ngoài nó nứt này, nhưng mà cái sứ phía trong thì mình thấy vẫn còn nguyên nhá. Nhựa bên ngoài thì nứt, nhưng mà sứ phía trong, bên ngoài sứ bên trong thì còn nguyên. Đấy, mấy cái vành nhựa nó có bị nứt này, nứt khe như thế này. Đấy. Đấy, mình kéo ra cho mọi người coi.
nha mọi người. Cái cần này á là nó dài 3,4 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,2 m, thu vào ngắn nhất 1,2 m. Cái đọt của nó thì đường kính là, đọt của nó đường kính là 1,4 l nha mọi người, 1,4 l. Đọt của nó đường kính 1,4 l nha mọi người. Cây số 3. Đấy, số 3. Cây này bán 300. Số 3 300 nha mọi người. Cái cỡ cỡ này trước. Đây này. Đấy. Đây, con này China xuất Nhật nhé. Còn chữ Nhật không? Đây. Này, khuyên cho mọi người coi dàn khuyên của nó này. Đấy. Nó hơi bị hang rỉ một tí thôi chứ còn khuyên vẫn còn vành sứ rồi trong này nha mọi người. Đấy. Mình rút ra cho mọi người coi. Đọc luôn cái kích thước của cái này. Cái này dài 4,5 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,06 m. 1,06 m nha mọi người. Là 1,06 m đấy. Cái đọt của nó là 1,9 l nha mọi người. Đọt của nó 1,9 l, 2 l đấy. Cái này cái số 4. Số 4. Không, cái này mình bán 400. Số 4, 400 nha mọi người. Tiếp theo cây này. Đây. Đấy. Này. Mấy cái khoang của nó này. Khoang của nó thì chỉ có khoang này là nó bị nứt vỡ thôi. Còn mấy cái khoang này thì mình thấy còn nguyên, chỉ có một cái khoang chỗ này là nứt, nứt chỗ này xíu thôi. Còn cái sứ bên trong vẫn còn nguyên nha mọi người. Đấy, về mọi người nhỏ xíu keo 502 và là ok. Dài. Cái cần này dài 5,4 m nha mọi người. Đấy. Vì cái khung khổ của camera nó không thể rộng ra được nên mình chỉ có cố gắng quay cận cảnh như thế này cho mọi người coi cho nó rõ ràng nha. Đấy. Tại vì cái độ am hiểu của mình về cần cao nó cũng ít nên là mình cố gắng quay cận cảnh để cho mọi người nhìn cho nó thật kỹ hơn. Đấy. Cái cần này dài 5,4 m này, thu vào ngắn nhất của nó là 1,02 m. Còn cái đọt trên đầu của nó có đường kính là 2 l nha mọi người, 2 l. Đấy. Đấy. Cái cần này dài 5,4 m, thu vào ngắn nhất là 1,02 m. Cái đọt của nó là 2 l. Cái cần này thì số mấy rồi ta? Số 5 nha mọi người. Số 5. Số 5. Cái cần này mình bán 550 nghìn nhé. Số 5. Số 5 550 nghìn nha mọi người. Số 5 550 nghìn. Tiếp theo, cây này. Cây này. Cây này cây NFT, ta hiệu NFT vậy đó nha mọi người. Cây này là cây cần cước trong nha mọi người, cước trong. Chỗ cái bát này mọi người ơi. Chỗ cái bát này thì nó bị bung cái sợi dây nhựa ra rồi.
thì người ta quấn bằng keo như thế này giữ cái bát thôi, nhưng mà mình về mình quấn cước quấn đồ lại nhé, quấn cước quấn dây nhựa lại chỗ này thôi nhé, rất là đơn giản nha. Đấy. Cước trong. Đấy, cước trong thì mọi người biết rồi, xem cái đầu của nó này. Đây. Em rút cho mọi người coi luôn. Nhá, cước trong. Mấy cái đầu này nó có vành kim loại bảo vệ hết nha mọi người, khỏi bị bầy hơn, khỏi bị nứt. Này, như con này thì mắc mất cái vành kim loại này, như cái đọt này mắc mất cái vành kim loại này, một đọt gần cuối mắc mất cái vành kim loại chỗ đấy. Đấy. Cái này rất là dài. Cái cần này á, mình đọc thông số luôn, cái cần này nó dài 7m2, thu vào ngắn nhất của nó là 1m34, cái đọt của nó là 1 ly 9, 2 ly nha mọi người, 1 ly 9, 2 ly á. Cái cần này cần số 6, cái cần này bán 650.000, số 6, 650.000 nha mọi người. Tiếp theo đây, cái cần này, đây là cái cần Olympic cho mọi người, này cần Olympic. Rồi, chỉ cho mọi người luôn, cái cần này có một đặc điểm là nó không có cái khoan nào. Đấy, nó không có khuyên nào cả, nó chỉ còn một cái khuyên độc này thôi. Đấy. Đấy, còn khuyên độc thôi. Đấy, mọi người mua về tự chế khuyên vào nhé. Đấy, tự chế khuyên vào. Đấy. Khuyên thực ra mình thấy người ta chế cũng đơn giản à, khuyên chế thành mấy khuyên ẩn á, khuyên mấy cái sợi kẽm mọi người, chế mấy cái khuyên mấy cái sợi kẽm uốn xoắn đó là mọi người cột à, là đẹp à, không phải sợi inox, tốt nhất là làm sợi inox cho nó đỡ han rỉ, đỡ hư dai nhé. Đây, cái cần nó dài 5m3, dài 5m3, thu vào ngắn nhất là 1m27, 1m27. 1m27. À, cái đọt của nó là 2,8 ly nha mọi người, cái đọt của nó 2,8 ly. Đấy, cần này cần Olympic nha mọi người, Olympic. Cái cần số 7. Số 7. Cái cần này mình bán 600. 7600 nha mọi người. Tiếp theo, theo cái cần này, cái cần này dài tới 7m rồi, cái cần này cần đơn, cần không máy nha, cần đơn, đây mọi người. Đấy. Máy khá là dài luôn. Đấy. Đấy. Cần đơn dài 7m nha mọi người. Đấy, cần đơn dài 7m, thu vào ngắn nhất của nó là 90 phân. Đấy, 90 phân. Cái đọt đỉnh của nó là 0,8 ly nha mọi người. Đọt đỉnh của nó có đường kính là 0,8 ly. Cái này cây số 8. Số 8. Cái này bán 550. Số 8 550 nha mọi người. Tiếp theo. Cần này. Cái cần này cần đây này. Cần số 9. Cái cần này cũng cần đơn luôn nha mọi người, cần đơn luôn.
dài kéo ra tới ngoài đường luôn rồi đó, kéo ra tới ngoài đường luôn. Đây, cái cần này cần đơn nha mọi người, cần đơn. Đây. Đây, cái cần này dài tới 7m8, mình đo thì thấy đại 7m8, thu vào ngắn nhất của nó là 1m35, cái đọt đỉnh của nó có đường kính là 1,5 ly. Cần này cần số 9. Chính này mình bán 700. Số 9 700 nha mọi người. Tiếp theo. Đây là cái cần số 10. Cái cần này 4 đoạn nha mọi người, cái cần 4 đoạn. Mình gỡ 4 đoạn. Cần 4 đoạn cho mọi người coi này. Đây. Đây mọi người. Khoan của nó đầy đủ nha mọi người, không mắc cái khoan nào. Đấy. Không mắc cái khoan nào cả. Đấy. Cần 4 đoạn. Đấy. Cái cần này dài 5m4, thu vào ngắn nhất là 1m52. Cái đọt đỉnh của nó là 2,8 ly nha mọi người. Đọt đỉnh là 2,8 ly. Đỉnh 2,8 ly. Cái này cái số 10. Số 10. Cái này mình bán 600. Số 10 600 nha mọi người. Tiếp theo. Tiếp theo. Đây là cái cần carbon nha mọi người. Cần carbon đai qua này. Đai qua, cần carbon nha mọi người. Đây. Carbon đai qua cước trong, cái cần này rất là đẹp luôn. Đấy. Thấy không mọi người? Cái cần carbon cước trong đai qua. Đấy. Bắn lên cho mọi người thấy này. Đó. Cước trong nha mọi người. Đây. Bát này, Fuji này. Bát Fuji này. Đấy. Đây mọi người. Cần đai qua carbon cước trong. Bát Fuji. Đây. Cái cần này dài 3m1, thu vào ngắn nhất của nó là 1m1 nha mọi người, thu vào ngắn nhất 1m1. Cái đọt của nó tới 3.8 ly lận. Này, cái đọt tới 3.8 ly. Này, độ cứng của nó là tới 30 lận nha mọi người. Độ cứng độ cứng này tới 50 lận nha mọi người. Đây này, mọi coi này. Này. Đây. Độ cứng 50 nha mọi người. Đấy. Cái cần này là số số 11. Một. Cái cần này mình bán 1.4 triệu nha mọi người. Cái cần là 1.4 triệu nha mọi người. 1.4 triệu. Số 11 1.4 triệu. Tiếp theo, cái cần số 12. Cái cần này cũng đai qua luôn, đai qua carbon luôn đây nha. Đai qua carbon. Đấy. Cái cần này cái cần 3 đoạn nha mọi người, cái cần 3 đoạn. Này. Cần 3 đoạn, đoạn đai qua. Khuyên. Này, cho mọi người coi từng cái đồng này, đỉnh này. Đây, cái đọt của nó. Mấy cái khuyên Fuji hết nha mọi người. Đây, khuyên Fuji hết. Mới đẹp luôn.
thứ hai này. Có hai cái, nó có ba đoạn. Đây, đây là đoạn giữa. Rồi. Đây qua. Đây qua này. Đấy. Mấy cái Fuji luôn này, à, mọi người thấy không? Fuji. Đấy. Độ cứng của nó 30 lạng nha mọi người. Đấy. Càng này càng carbon nha mọi người, carbon, carbon 3 đoạn. Cái càng này à, càng này nãy mình đo bao nhiêu nha. Cái càng này dài 3m3. Để mình đo thử cái xem nữa cái thu vào ngắn nhất của nó bao nhiêu nhé. Thu vào ngắn nhất của nó là 1m15. Đấy, chiều dài của nó là 3m3. Chiều dài của nó 3m3 nha mọi người. Thu vào của nó là ngắn nhất. Thu vào của nó là 1m15. Đấy, độ cứng của nó là 30. Rất là ngon và rất là đẹp luôn. Đây. Cái này ngoại hình rất là đẹp, ok luôn. Nhá. Mướt này. Cái này cây số 12. Cái này bán 1 triệu mốc nha mọi người. 1 triệu mốc. Số 12 1 triệu mốc nha mọi người. Tiếp theo, cây số 13. Đây, số 13. 13 là cái cần đai hoa này đây. Đây, cái cần đai hoa này cũng 3 đoạn nha mọi người. Đó đó, 3 đoạn. Khuyên còn đầy đủ luôn. 3 đoạn. Cần đai hoa 3 đoạn nha mọi người. 3 đoạn. Đọc mọi người coi đọc to chưa. Đấy. Đây này rất là cứng cáp nha. Đợi mình tí mình coi cái thông số của nó. Cái gần này dài 5m6, thu vào ngắn nhất của nó là 1m48, còn cái đọt của nó tới 5 ly lận mọi người. Cái đọt của nó tới 5 ly lận. Đấy. Cái gần này cây số 13. 13. Cái này bán 750.000. 13 750.000 nha mọi người. Tiếp theo. Đây là cái gần số 14 này. Cái cần 3 đoạn. Với cái hãng gì đây? Không biết. Đây. Khuyên này. Đấy. Hắt này. Đấy, khuyên. Toàn khuyên bật không mọi người. Đấy. 3 cái khuyên đều khuyên bật hết. Còn một cái đọc trên cùng lên nữa thôi. Đấy. Đấy. Đây. À. Cái cần này dài 3m9. Dài 3m9 nha mọi người. Cái cần này dài 3m9, thu vào ngắn nhất là 1m37. 1m37. À, cái đọt của nó là tới 3 ly 3. Đọt của nó 3 ly 3. Rồi. À, con này à ui. Đây mọi người ơi, mình thấy này. Con này này. Chỗ này nó có bị nứt cho mọi người. Bị nứt móp. Đây, mọi người về quấn cước quanh này nhỏ xí keo là được à. Đây, nứt móp nha. Đấy, mình cố gắng quay kỹ cho mọi người. Đấy.
móc. Con này con số 14. 14. Con này bán 350.000. 14 350.000 nha mọi người. Tiếp theo con này. Số 15. Đây. NFT cho đây, hãng NFT cho đây. Đây, con này cần này thì dài tới 5m7. Khuyên của nó này mọi người. Khuyên thì nó đầy đủ nhưng mà nó bị hoang dĩ một tí nhá. Đấy. Mọi người về đánh ra là nó sạch rồi. Đấy. Cái cần này dài 5m4, thu vào ngắn nhất của nó là 1m17 nha mọi người. Thu vào ngắn nhất của nó 1m17, cái đọt của nó thì 2,5 ly. Khá là cứng. Cái này cái số 15. 15. Cái này bán 650.000. 650.000. 15 650.000. Rồi, hôm nay mình chỉ có 15 cây cần đấy thôi. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng nhé. 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng đấy. Quay lại số cần này cho mọi người đấy.